tiếng mở thung dung tiết ngày lành, tiếng mở thung dung thì tâm tòa thế thánh cũng đồng mở giáng đàn dương thiên thiên đi thịnh mời để nhận thiên thiên thánh vân công chuông thượng mà thiên đi ngự về thôn quê phủ say Giáng sinh vào cửa nhà lê cài chặt thân ra hồi cung mẫu đinh nhi địa tiên nên thịnh mời mẫu đinh nhi địa tiên cư sư hiện thành trong đề sau này xưa nhàn sắc khác thương nghìn lòng nhìn nhàn sắc khác tự ngường đã danh đói một niềm vì vương mà cô vì xa ra hồi cùng để tam mẫu vương như thịnh mời thanh mẫu đệ tam xích dẫn lòng nữ ngự đến là thoại cung chính đang hay nhạc đúng nhìn đâu xa du từ mẫu nữ vương thấm môi vân cây bồ tát ta tát bồ vân này bồ tát ta tát tát bồ vân này bồ tát ta tát sa la 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 hồi cung chân chia vẫn lên chưa ra quân quan thủy bộ cũng là sư dinh có phà nam thành đánh đông thì dẹp bắc nghi đông thì hoài nghi bỏ nơi phi cho cụ chữ chẳng gì
áo ngự dựng ra con trò áo ngự dựng ra nghe ông về đâu đôi chép biến rõ ràng về cho đệ tử cha sinh. Cửa nhà vô quý mọi đường anh thông giữ giảm và cách lưu ân này. Trong thuyền thôi cậu bé trở về cửa ông thanh gia hồi chúc mừng dân văn ta quỷ chúa mừng mời chúa đệ nhất tề thiền này ra ngự về. Nước Việt Nam có ngàn đông lộ coi bắc có nghe núi Tây Thiên rõ chuyện thiên hạ ứng đẹp. Ba vì tiên thánh giáng sinh giúp đời. Nơi sân đình là nơi sở tại thấy một người khi khai khôn ngoan mẫu phó cho người phụng hề sự khói nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cạnh thanh bà long châu hồ phục rồi dài oan dài cục minh chân trường sinh có nước tây màu. Thành sông nhang niềm niềm từ bi
Mọc đầu
lương đang nghĩ mọc đầu ngút tiền nhiên ghéo tạc ở trên luồng trông ấy cảnh thức bưng là nơi đi thăng đi tích lập đền thờ thăng nơ linh linh diệt bao con đi sống sống ta sống nghĩ vỗ nghĩ gì ra vâng nghi chán xinh vẻ mắt mắt càng xinh môi son từ đó chiều cũng như những cơn mưa ngay vẫn xong mi sương sao
tình nghi tề mang xúc long
cầu thang mây nhẹ gọt rung rinh, thành ra